Hoàng Anh xin kính chào quý vị khán giả. Chào đón quý vị đang đến với chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của Đài Sài Gòn TV. Và bây giờ là những bản tin chi tiết. Và một nguồn tin khác liên quan đến khí thải carbon toàn cầu sẽ tăng 3% trong năm nay. Các nhà khoa học dự báo lượng phát thải CO2 toàn cầu sẽ tăng gần 3% trong năm nay do sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Một báo cáo hàng năm của dự án Carbon toàn cầu của nhóm gồm có 76 nhà khoa học ở 15 quốc gia đã cho thấy như trên. Lượng khí thải CO2 gần như không tăng từ năm 2014 cho đến năm 2016. Do đó, theo dự báo, lượng khí thải tưởng đã đạt đỉnh điểm vào năm 2013. Những số liệu trên được trình bày trong các cuộc đàm phán của khoảng 190 quốc gia ở Ba Lan về việc thực hiện thỏa thuận khí hậu của Hiệp định Paris năm 2015, cho thấy một trở ngại cho mục tiêu toàn cầu nhằm hạn chế phát thải, ngăn chặn lũ lụt, sóng nhiệt và mực nước biển dâng cao. Ngoài ra, các báo cáo cũng cho thấy thế giới đang trên đà tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu từ 3 đến 5 độ C trong thế kỷ này. Các quốc gia hiện đóng góp lớn nhất vào lượng khí thải carbon gồm có Trung Cộng, Ấn Độ và Hoa Kỳ. Vào ngày 6 tháng 12, Bộ trưởng Nội vụ các nước thành viên Liên minh châu Âu đã nhóm họp tại Brussels của Bỉ để thảo luận về các kế hoạch giải quyết vấn đề di cư. Bộ trưởng Nội vụ Áo, nước hiện giữ chức Chủ tịch Luân phiên Liên minh châu Âu, ông Herbert Kiko, đã chủ tọa cuộc họp này. Phát biểu trước báo giới, ông Kiko nhận định rằng kế hoạch của Liên minh châu Âu về việc huy động một lực lượng an ninh gồm 10.000 thành viên tại các tuyến đường biên giới trên biển và đường bộ của các nước thành viên trong 2 năm tới nhằm ngăn chặn người di cư là không khả thi. Do đó, các nước cần đánh giá cụ thể kế hoạch này. Theo ông Kiko, cho đến nay, Liên minh châu Âu chưa có bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến kế hoạch này ngoài một con số cụ thể 10.000 trên giấy. Do đó, ông Kiko khẳng định thời gian biểu thực hiện kế hoạch nói trên sẽ bị đẩy lùi. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Áo cho rằng kế hoạch này sẽ dần được định hình trong kế hoạch ngân sách của Liên minh châu Âu giai đoạn 2021-2027 mà hiện các nước thành viên đang thương lượng. Bà Lan cho rằng kế hoạch này sẽ gia tăng thâm hụt ngân sách của Liên minh, khiến nhiều dự án xây dựng đường xá và hạ tầng cơ sở thiếu hụt ngân sách. Trong khi đó, Hy Lạp và Tây Ban Nha bày tỏ quan ngại vì các lực lượng bảo vệ biên giới được tuyển mộ từ các nước khác sẽ làm gây ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền quốc gia. Mà chiều hôm qua, Quốc hội của Pháp đã bỏ phiếu để ủng hộ cho các biện pháp do Thủ tướng Edouard Philippe đưa ra để nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng áo vàng. Trong đó đáng chú ý đó là việc hủy bỏ quyết định tăng thuế carbon năm 2019. Quyết định mới này được đưa ra chỉ có một ngày sau khi Thủ tướng Edouard Philippe thông báo là tạm hoãn trong vòng 6 tháng về việc tăng giá này. Và cũng trong ngày hôm qua, ngoài việc hủy bỏ tăng thuế carbon, ông Philippe cũng đưa ra nhiều cam kết khác của chính phủ Pháp trong việc cải thiện đời sống của người dân cũng như là việc tăng lương tối thiểu, tăng lương hưu, sửa đổi hệ thống thuế khóa để nhằm tránh bất công xã hội. Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Edouard Philippe cũng kêu gọi tất cả mọi người hãy thể hiện trách nhiệm và kêu gọi người biểu tình hãy kiềm chế nhằm tránh nguy cơ đẩy nước Pháp vào trong tình trạng bạo loạn. Trong khi đó, vào sáng ngày hôm nay, các cuộc biểu tình vẫn tiếp tục, đặc biệt là phong trào biểu tình của học sinh trung học. Hàng trăm trường học ở trên khắp đất nước đã phải đóng cửa do học sinh biểu tình. Hai công đoàn lớn nhất của học sinh trung học Pháp, đó là SGL và FIDL, đã kêu gọi xuống đường trong chiều ngày hôm nay để nhằm gây áp lực buộc chính phủ Pháp hủy bỏ các cải cách thi tốt nghiệp cấp 3 và cách xét tuyển đầu vào đại học, cũng như là hủy bỏ những quyết định tăng học phí đại học đối với các sinh viên ngoại quốc kể từ năm 2019. 15 người nhập cư bất hợp pháp bị thiệt mạng trong vùng biển Libya. 15 người nhập cư bất hợp pháp đã thiệt mạng gần eo biển Libya sau hơn 10 ngày lênh đênh trên đại dương. Một người may mắn sống sót kể lại rằng, trên tàu vượt biên vào lúc bấy giờ, không hề trang bị theo nước uống hay lương thực, khiến cho nhiều người bị kiệt sức dẫn tới tử vong. Người đứng đầu tổ chức di cư quốc tế tại Libya, Osman Belbesi, cho biết, xác của những di dân lậu đã bị trôi dạt vào bờ gần thành phố Misrata. Những người còn lại thì được các ngư phủ giải cứu sau đó đưa tới các trung tâm của cơ quan nhân đạo Red Crescent. Được biết, trong suốt vài năm trở lại đây, vùng duyên hải phía tây của Libya đã trở thành trạm dừng chân lý tưởng của những di dân bất hợp pháp đến từ Bắc Phi, với mong muốn vượt biên sang châu Âu để xây dựng cuộc sống mới. Tuy nhiên, số người nhập cư đi ngang qua Libya đã giảm đi một cách đáng kể vào năm ngoái, sau khi Liên minh châu Âu cho tăng cường các hoạt động tuần tra. Và một bản tin khác cho biết Ukraine muốn Tây Phương trừng phạt Nga.
sau khi mất quyền kiểm soát biển Azov và phải chịu thiệt hại về kinh tế, chính phủ Ukraine muốn Tây Phương trừng phạt Nga. Reuters đưa tin vào hôm 6 tháng 12 rằng Bộ trưởng Hạ tầng cơ sở Ukraine Vladimir Omelyan cho biết chính phủ nước này đang thương lượng với các đối tác Tây Phương nhằm áp đặt biện pháp trừng phạt chống lại các cảng biển đen của Nga vì đã phong tỏa biển Azov. Trước đó, đảng tự lực trong Quốc hội Ukraine đã lên tiếng đòi ban lãnh đạo Ukraine xé bỏ thỏa thuận với Nga về việc cùng chung sử dụng biển Azov và eo biển Kerch. Theo thông tin của Bộ Hạ tầng cơ sở Ukraine, kể từ ngày 29 tháng 4 cho đến ngày 9 tháng 7 năm nay, phía Nga đã bắt giữ 93 tàu đang đi đến cảng của Ukraine thông qua eo biển Kerch mà không hề giải thích lý do đó làm hàng loạt tàu bị đình trệ hoạt động và hàng loạt chủ tàu gánh chịu thua lỗ. Vào ngày 6 tháng 12, Tổng thống Ecuador Lenin Moreno thông báo đã trao đổi với chính phủ Anh tạo mọi điều kiện giúp người sáng lập trang mạng Wikileaks Julian Assange có thể rời khỏi đại sứ quán nước này ở London. Trả lời phỏng vấn, ông Moreno cho biết nước này đã làm việc với phía Anh và yêu cầu London tôn trọng quyền lợi, tính mạng cũng như bảo đảm rằng ông Assange sẽ không bị dẫn độ tới các nước có thể khiến cuộc sống của người sáng lập Wikileaks gặp nguy hiểm hoặc có án tử hình. Mặc dù vậy, theo Tổng thống Ecuador, ông Assange vẫn phải trình diện trước cơ quan luật pháp Anh mà ông này đã từ chối trước đây và có thể phải chịu một hình phạt về việc này. Tuy nhiên, phán quyết cuối cùng vẫn phụ thuộc vào tòa án Anh. Tổng thống Moreno cũng thừa nhận không cảm thấy hài lòng với sự có mặt của ông Assange tại trụ sở Đại sứ quán Ecuador, nhưng chính phủ nước này luôn tôn trọng quyền con người của nhà sáng lập Wikileaks. Ông này cũng nhấn mạnh 6 năm là khoảng thời gian quá dài đối với một người lưu trú gần như biệt lập ở một cơ quan đại diện ngoại giao. Ông Assange đã tị nạn tại Đại sứ quán Ecuador ở London từ năm 2012 và sau đó được chính phủ Ecuador cho nhập quốc tịch vì lo ngại có thể bị dẫn độ về Thụy Điển, nơi ông bị cáo buộc lạm dụng tình dục. Ngoài ra, nhà sáng lập Wikileaks cũng lo ngại sẽ bị dẫn độ về Mỹ vì đã tiết lộ nhiều bí mật quốc gia và quân sự của nước này. Tập đoàn viễn thông BT của Anh Quốc xác nhận là họ đang gỡ bỏ thiết bị chính do tập đoàn Huawei của Trung Quốc cung cấp cho các mạng dịch vụ di động 3G và 4G của tập đoàn BT này, và đồng thời khẳng định là sẽ không sử dụng các thiết bị chính của Huawei trong mạng 5G. Tuy nhiên, BT nêu rõ, Huawei vẫn là nhà cung cấp thiết bị quan trọng ở bên ngoài hệ thống mạng của hãng và là một đối tác sáng tạo có giá trị đối với tập đoàn BT. Thông cáo nêu trên đã được đưa ra trong bối cảnh là giám đốc của cơ quan tình báo Anh Quốc là Alex Younger ngày hôm qua đã khuyến nghị nước Anh hãy cần phải cân nhắc về việc phụ thuộc vào công nghệ của Trung Quốc khi phát triển mạng 5G, trong bối cảnh là chính phủ của một số nước như Hoa Kỳ, Tân Tây Lan và Úc đã quyết định không cho thiết bị của Huawei tham gia vào trong hệ thống mạng dịch vụ di động 5G của các nước này. Phát biểu về hành động nêu trên, phát ngôn viên của Huawei cho biết công ty BT từ lâu đã sử dụng các thiết bị của nhiều nhà cung cấp khác nhau. Về việc BT nâng cấp công nghệ đã lỗi thời là một chuyện bình thường và Huawei hoàn toàn ủng hộ cho việc này. Phát ngôn viên này cũng khẳng định Huawei không liên quan gì đến bất kỳ vụ tấn công mạng nào và sẽ tiếp tục làm việc với BT trong thời đại viễn thông 5G. Huawei hiện nay là nhà sản xuất thiết bị mạng lưới viễn thông lớn nhất trên thế giới. Các cơ quan tình báo phương Tây đã nêu quan ngại về việc công ty này chịu sự chỉ đạo của chính phủ Trung Quốc, theo đó tăng nguy cơ gián điệp. Quân đội Israel đã bắn chết một người gốc Palestine sau màn đụng độ ở Tây Ngạn. Một người đàn ông gốc Palestine đã bị lực lượng an ninh Israel bắn trọng thương ở Tây Ngạn. Hãng thông tấn Wafa của Palestine cho biết, lực lượng binh sĩ Israel đã tới bố ráp nhiều căn tư gia tại thị trấn Tokarm ở Tây Ngạn, sau đó đã dùng vũ lực để giải tán đám đông người biểu tình đang tụ tập ở đây. Một đoạn video do đài truyền hình Israel cung cấp đã quay lại được cảnh tượng nhiều người dân bản xứ liên tục ném gạch đá về phía các nhân viên công lực để phản đối việc cảnh sát tới lục soát gia cư. Nạn nhân vừa bị bắn chết được xác nhận là một thanh niên 22 tuổi. Sự việc đã khiến cho căng thẳng leo thang giữa Israel và Palestine. Tiến trình đàm phán hòa bình giữa hai bên do Hoa Kỳ làm trung gian đã bị sụp đổ từ năm 2014. Các yếu tố đằng sau những vụ bạo lực được cho là bắt nguồn từ việc quân đội Israel tới chiếm đóng đất đai của người Palestine cách đây nhiều thập niên. Trong khi đó, Hoa Kỳ rơi vào tình trạng thâm thủng ngân sách thương mại cao nhất trong 10 năm qua. Thâm hụt thương mại Hoa Kỳ đã lên đến mức cao nhất trong một thập niên, dù bối cảnh xuất cảng đậu nành đã giảm hơn nữa và nhập cảng hàng tiêu dùng lên đến mức cao kỷ lục.
Điều này cho thấy các biện pháp đánh thuế của chính quyền Trump để thu hẹp thâm hụt thương mại không có tác dụng. Các dữ liệu khác vào hôm 6 tháng 12 cho thấy các công ty tư nhân trong tháng 11 thuê mướn ít công nhân hơn kỳ vọng, cho thấy nhịp độ tăng trưởng việc làm có phần chừng mực. Các số liệu này cùng với dữ liệu eo uột về tình hình mua nhà và chi tiêu cho thiết bị của các doanh nghiệp đã tỏ dấu hiệu cho thấy kinh tế đã tăng trưởng chậm lại. Những quan ngại về sức khỏe của kinh tế Hoa Kỳ đã làm bấn loạn các thị trường tài chính trong những ngày qua. Bộ Thương mại cho biết thâm hụt thương mại đã tăng 1,7% lên 55,5 tỷ Mỹ Kim, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2008. Mức thâm hụt này giờ đây đã nới rộng thêm trong 5 tháng liên tiếp. Các số liệu trong tháng 9 đã được điều chỉnh để cho thấy mức thâm hụt đã tăng lên 54,6 tỷ, thay vì con số được thông báo trước đây là 54 tỷ Mỹ Kim. Vào ngày hôm nay 7 tháng 12, Tổng thống Donald Trump cho biết ông sẽ đề cử ông William Barr làm Bộ trưởng Tư pháp nước này, một hành động có thể gây ảnh hưởng đến cuộc điều tra liên quan đến sự can thiệp của Nga trong cuộc bầu cử năm 2016. Từng là Bộ trưởng Tư pháp dưới thời cố Tổng thống George H.W. Bush, ông Barr đã nhiều lần chỉ trích nhiều khía cạnh liên quan đến cuộc điều tra về Nga, đồng thời lên tiếng bảo vệ nhiều hành động của Tổng thống Trump. Sau khi rời Bộ Tư pháp, ông Barr đã làm việc ở nhiều công ty khác nhau, bao gồm tư vấn và phó chủ tịch điều hành của Verizon Communications. Ông hiện là luật sư tại Kirkland & Ellis và hiện đang tư vấn cho các công ty về thực thi chính phủ và các hành động pháp lý. Nếu được phê chuẩn, ông Barr sẽ thay thế ông Jeff Sessions, người vừa bị Tổng thống Trump sa thải hồi tháng trước. Ngay cả khi tên ông Barr được công bố là sự lựa chọn của Tổng thống, cũng phải mất nhiều tháng cho một cuộc bỏ phiếu chuẩn thuận tại Thượng viện, theo lịch trình của Quốc hội. Trong khi đó, quyền Bộ trưởng Matthew Whitaker vẫn sẽ là người đứng đầu Bộ Tư pháp. Các quan chức chính phủ mong đợi sự đề cử của Barr sẽ được các đảng Cộng hòa đón nhận tích cực và các đảng viên đảng Dân chủ, những người có khả năng xem ông như một luật sư GOP cũ, không có lòng trung thành cá nhân đối với Tổng thống. Bộ Nội vụ của Anh Quốc vừa đưa ra thông báo là sẽ tạm ngưng chương trình cấp thị thực visa vàng cho giới siêu giàu muốn đầu tư và được định cư ở tại Anh Quốc do lo ngại sẽ có liên quan đến vấn đề tham nhũng. Visa của nhóm số 1 hay còn được gọi là visa vàng là một loại visa khiến cho con đường xin định cư ở tại Anh Quốc trở nên ngắn nhất, sẽ tạm được ngưng cấp kể từ ngày 7 tháng 12, cho đến khi mà những quy định mới được ban hành vào năm 2019. Giới siêu giàu trên thế giới muốn sống và đầu tư tại Anh Quốc thì sẽ phải đối mặt với những quy định hạn chế mới do Bộ Nội an của Anh Quốc đưa ra để nhằm đối phó với nạn rửa tiền và các hoạt động tội phạm có tổ chức. Cụ thể là kể từ năm tới 2019, những người muốn xin visa vàng sẽ không còn được đầu tư theo dạng trái phiếu chính phủ nữa, mà thay vào đó thì phải đầu tư 2 triệu bảng Anh vào một công ty kinh doanh đang hoạt động ở tại Anh Quốc. Những người đứng đơn xin visa theo diện này thì sẽ phải cung cấp đầy đủ chứng từ kiểm toán về tài chính và những lĩnh vực kinh doanh liên quan. Ngoài ra, những người này phải chứng minh được nguồn tài chính đầu tư 2 triệu bảng mà họ nắm giữ phải có ở trong tài khoản từ 2 năm trở lại đây. Trong một tuyên bố, Bộ trưởng nhập cư của Anh là Caroline Nogue khẳng định rằng nước này sẽ luôn mở cửa đối với những nhà đầu tư ngoại quốc hợp pháp và có năng lực, nhưng sẽ không khoan nhượng đối với những người nào không tuân thủ các quy định mà Anh Quốc đề ra và tìm cách lợi dụng hệ thống này. Quý khán giả vừa theo dõi chương trình tin tức tổng hợp cuối tuần của Đài Sài Gòn TV. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại ngay với quý vị với những bản tin tiếp theo. Mời quý vị vẫn tiếp tục theo dõi.